Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về tử vi tháng 3 năm 2023 âm lịch của con giáp tuổi Tỵ đó giai đoạn phát triển quan trọng. Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, người tuổi Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng trời ấm áp. Tuổi Tỵ sinh vào giữa trưa vào một ngày hè nóng bỏng thường hạnh phúc hơn người sinh vào nửa đêm qua một ngày đông giá lạnh. Người xưa cho rằng tuổi Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn nguy hiểm suốt cuộc đời. Tỵ là con giáp khôn ngoan nhất, thông thái nhất, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Người sinh năm Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học, họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Tỵ dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng không phải là người hay lo, họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi và điều này khiến cho tính cách của tuổi Tỵ vô cùng phức tạp, điều họ quan tâm liên tục thay đổi hết sức khó nắm bắt. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức nhưng tuổi Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất kỳ ai, họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng tư. Nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở người khác. Kỹ năng giao tiếp của người tuổi Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong cách ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói cay cắt. Bên cạnh đó họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc trò chuyện thú vị nhưng rất ghét những chuyện vô bổ phù phiếm. Hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay và đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu dài với con giáp này về những vấn đề nhàm chán. Chẳng hạn như thời tiết, họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu người tuổi Tỵ không bao lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào có thể kiên nhẫn như con giáp tuổi Tỵ, tốt nhất đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Người sinh năm Tỵ rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu bất kể điều đó khó khăn tới mức nào, hết sức kiên định trong mọi việc. Tuổi Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Tỵ vượt trội so với tư duy logic, họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác, họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính bản thân mình. Tuổi Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, bản tính cứng đầu và thói quen từ chối những lời góp ý có tính xây dựng khiến người tuổi Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, con giáp này lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tuổi Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình đang làm. Người sinh năm Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nữ tuổi Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình. Không ai bị chi phối. Trong bất cứ công việc gì, Tỵ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả sức lực thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc đó, tuổi Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng, hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải. Họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, tuổi Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay, hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín muồi. Người sinh năm Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều đẹp đẽ và tiện nghi. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để ca nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp: triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần. Nam và nữ tuổi Tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận, người tuổi Tỵ khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, người tuổi Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình thích sở hữu và hết sức ghen tuông. Kể cả khi đã đạt được bước ra khỏi mối quan hệ nào đó, mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, con giáp tuổi Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt, khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho tuổi Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Bị từ chối hay bỏ rơi là điều khủng khiếp nhất đối với bản ngã tinh tế của tuổi Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào đón, chấp thuận bởi những người mình gặp. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở nên người sinh năm Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Tuổi Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Người sinh năm Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ. Tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Một đặc điểm chết người trong cá tính tuổi Tỵ là xu hướng quá đa trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi người sinh năm Tỵ có thể trở thành nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác thay vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ. Họ quên những điều việc họ làm người ta không hài lòng họ. Nếu bạn đâm vào lưng họ tuổi Tỵ một nhát thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù của Tỵ, vì Tỵ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Người sinh năm Tỵ thường là những người bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm hiểu cách quan điểm con của mình và biết giữ bí mật tuyệt đối với những điều mà con chia sẻ. Trong tủ sách của họ sẽ luôn có chỗ dựa các cuốn sách tự hoàn thiện bản thân, sách về triết học, khoa học thần bí và tôn giáo. Bước sang tháng Bính Thìn năm Quý Mão, người tuổi Tỵ được khuyên nên tập trung phát triển sự nghiệp trong tháng này, bởi những tín hiệu tử vi trong tháng cho thấy rằng đây sẽ là một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của bạn. Nếu làm tốt và có thể xây dựng được nền tảng vững mạnh trong tương lai. Nguyên lệnh tháng này rơi vào đất Lâm Quan giúp Tỵ có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp bạn giám sát các mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh. Chớ nên há miệng trở xuống bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Nhà sao Bách Việt chủ về nhân duyên che chở. Đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá suôn sẻ, còn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này là người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bạn đang độc thân và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi. Sức khỏe của Tỵ trong tháng này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất, thể trạng luôn sung túc. Về tử vi sự nghiệp của tuổi Tỵ tháng 3 năm 2023, tử vi tháng 3 năm 2023 tuổi Tỵ âm lịch dự đoán con giáp này sẽ có khá nhiều việc phải làm trong tháng này, bao gồm việc hoàn thiện các kế hoạch dang dở cũng như đặt ra một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng hơn trong tương lai. Những tín hiệu tử vi trong tháng như nguyệt lệnh, lâm quan và tỷ kiên khuyến khích bạn nên dành phần lớn sự tập trung của mình cho sự nghiệp ở thời điểm này. Đây sẽ là một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển ở trước mắt của bạn. Nếu làm tốt mà có thể xây dựng được nền tảng vững mạnh, tương lai bớt phần vất vả. Khối lượng công việc tăng lên là điều khó tránh, nhưng tốc độ cũng không quá gấp gáp để bạn có thể làm một cách chậm mà chắc, làm tới đâu hoàn thiện tới đó, hạn chế tình trạng đùng đỉnh, làm mỗi thứ một chút rồi bỏ đó. Cuối cùng việc gì cũng dở dang, kết quả cũng chưa thấy đâu. Những chú rắn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, cần thêm sự linh hoạt và xông xáo trong công việc. Bạn sẽ phải luôn nỗ lực không ngừng, kiên nhẫn học hỏi, mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy mới thành công nhanh đến. Chẳng những vậy, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, đầu óc mở mang, mang tới nhiều ý tưởng sáng tạo nhiệt tình. Bạn có thể đạt được thành tích bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được trái ngọt xứng đáng. Lưu ý tháng này các dấu hiệu tích cực mới xuất hiện ở dạng tiềm tàng, cần thời gian và sự nỗ lực của bản thân mới có thể biến cơ hội thành hiện thực. Thành công không đến một cách dễ dàng mà phải trải qua cả một quá trình phấn đấu lâu dài. Bạn nên làm việc bằng hết sức trách nhiệm và sự quyết tâm của mình. Những liên hệ xã hội cũng rất hữu ích với bạn trong tháng 3 năm 2023 âm lịch. Sao Bách Việt thúc đẩy nhân duyên, giúp các mối quan hệ hòa hợp tốt lành. Nhờ đó thì có thể nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này giúp bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn có thể tiến bộ hơn nữa. Về tử vi tài lộc tuổi Tỵ tháng 3 năm 2023, tử vi tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, dự báo phương diện tài chính của người tuổi Tỵ sẽ có xu hướng tăng dần trong tháng Bính Thìn này. Tuy mức độ vẫn chưa được coi là xuất sắc, nhưng cũng giúp túi tiền của bạn khá rủng rỉnh, tiêu pha cũng không cần đong đếm quá nhiều. Cùng với công việc hanh thông, thu nhập của bạn mệnh hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài. Nguyệt lệnh Lâm Quan đòi hỏi bạn phải có kế hoạch rõ ràng để có thể phát triển lâu dài và ổn định, chứ không nên ăn xổi. Đặc biệt, nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn tới đâu thì sẽ mang tới lợi nhuận tới đó, trở nên há miệng chờ sung, bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Người làm kinh doanh buôn bán cũng gặp may mắn nhất định, đầu tư có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Bạn càng xông xáo và chịu khó tìm hiểu thị trường thì có lợi ở giai đoạn này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Hãy nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm mà bản thân đã đặt ra, dù ở thời điểm nào. Về tử vi tình duyên, tuổi Tỵ tháng 3 năm 2023, trong tháng 3 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của tuổi Tỵ có sự thay đổi tích cực. Nhờ sao Bách Việt mang nhân duyên tới, tháng này được đào hoa dẫn lối, dù là người đã có đôi hay người còn độc thân thì đều có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này khá suôn sẻ, còn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại sau những xa cách, hiểu lầm, trách móc trước đó. Trong quá trình bên nhau sẽ có lúc đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã, nhưng sau mỗi lần như thế, cả hai thêm hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tình cảm cũng vì thế mà thêm phần gắn kết. Rất có thể trong thời gian gần tới, con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Vận đào hoa của người còn độc thân ngày càng vượng. Đây là cơ hội tốt cho những ai đó có sẵn đối tượng thầm mến trong lòng. Nếu bản mệnh đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi. Hạnh phúc cũng cần phải dũng cảm theo đuổi mới được. Về tử vi sức khỏe tuổi Tỵ tháng 3 năm 2023, vận trình sức khỏe tháng 3 âm lịch của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng đừng vì thế mà những chú rắn lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức. Tốt nhất nên sắp xếp thời gian để tiến hành kiểm tra sức khỏe, tổng thể sẽ tốt hơn, vừa nắm được tình trạng sức khỏe lại thêm phần an tâm. Với những người đang gặp sẵn vấn đề về sức khỏe, khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Về cẩm nang vượt vận tháng 3 năm 2023, tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết cần hoàn thiện các kế hoạch giang dở, đặt ra lộ trình tương lai rõ ràng. Quý nhân Thìn, Hợi, tiểu nhân Mão, Mùi, màu sắc may mắn đen, xanh lá. Tuổi Ất Tỵ, hỏa, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết luôn nỗ lực không ngừng, kiên nhẫn học hỏi, mở rộng kiến thức. Quý nhân Ngọ, Hợi, tiểu nhân Dậu, Thìn, màu sắc may mắn tím, hồng. Tuổi Đinh Tỵ, thổ, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết thu nhập hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn. Quý nhân Mão, Sửu, tiểu nhân Thân, Mùi, màu sắc may mắn đỏ, trắng. Tuổi Kỷ Tỵ, mộc, nam thái âm, nữ thái bạch, khẩu quyết đời sống tình cảm suôn sẻ, còn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Quý nhân Tuất, Thìn, tiểu nhân Hợi, Dần, màu sắc may mắn cam, đen. Tuổi Tân Tỵ, kim, nam thái dương, nữ thổ tú, khẩu quyết vận trình sức khỏe nhiều biến chuyển tích cực, không phát sinh vấn đề. Quý nhân Mùi, thân, tiểu nhân Ngọ, Dậu, màu sắc may mắn trắng, đen. Cảm ơn quý chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về tử vi tháng 3 năm 2023 âm lịch của con giáp tuổi Tỵ. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.